cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với chủ đề những thông tin mới nhất về thầy Đặng Anh Quân cùng với những khuyến cáo, khuyến nghị đối với người dân về phát ngôn, chia sẻ, đăng tải thông tin trên không gian mạng từ đại diện Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô. Và đầu tiên mời cô chú, anh chị và các bạn hãy cùng Phúc Tài Chính điểm lại những thông tin quan trọng trong quá khứ. Vào năm 2020, trận lũ lịch sử kéo vào miền Trung gây ra rất nhiều điều tang thương. Và cùng với đó, với tinh thần tương thân tương ái thì những nghệ sĩ như Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và cùng rất nhiều những hội nhóm khác đã cùng đứng lên kêu gọi từ thiện hướng về miền Trung thân yêu. Tuy nhiên trong quá trình làm từ thiện đã có rất nhiều bất cập khiến cho rất nhiều những hội nhóm nổi lên, ví dụ như hội nhóm Lũ Hậu đã đấu tranh để đòi minh bạch từ thiện. Đây là điều mà rất cần thiết trong công tác làm thiện nguyện, đặc biệt là làm từ tiền của người dân. Và trong suốt từ năm 2019 đến năm 2022 đã nổ ra rất nhiều cuộc lên tiếng ở trên mạng xã hội. Rất nhiều người làm những ngành nghề chuyên môn như kế toán, thuế, kiểm toán, rất nhiều người đã lên tiếng cho câu chuyện của xã hội đòi minh bạch từ thiện. Các nghệ sĩ cần phải minh bạch từ thiện. Câu chuyện này cứ âm ỉ và hội nhóm mong muốn đấu tranh minh bạch tiền từ thiện đã dần ngày càng nhiều thành viên. Đến năm 2021, từ chuyện đấu tố với ông Võ Hoàng Yên của cô Nguyễn Phương Hằng, từ dần đó lan sang câu chuyện từ thiện của các nghệ sĩ nổi lên, trở thành những cái trận đấu tố rất là mạnh bạo ở trên không gian mạng. Ngày đó rất nhiều người dân lên tiếng, rất nhiều người tri thức đã lên tiếng, họ viết bằng những cái bài viết lên tiếng cho những câu chuyện của xã hội. Và trong đó có một nhân vật đặc biệt, đó chính là thầy Đặng Anh Quân. Như mình tìm hiểu thì thầy Đặng Anh Quân cũng bắt đầu từ những cái bài viết ở trên Facebook cá nhân của thầy, nhận được rất nhiều sự quan tâm với những cái bài phân tích của thầy Đặng Anh Quân. Từ đó như một cái duyên kết nối với các YouTube và dần là được biết tới và lên kênh của cô Nguyễn Phương Hằng. Và kể từ đó thì chúng ta thấy thầy Đặng Anh Quân thường xuyên xuất hiện trên livestream của cô Nguyễn Phương Hằng, và cụ thể là 11 buổi livestream với rất nhiều kiến thức được chia sẻ trong suốt một cái hành trình rất là dài. Và để xã hội phát triển thì chúng ta cần người dân lên tiếng, đặc biệt chúng ta cần những đội ngũ trí thức lên tiếng. Đôi khi độc ác không phải là bạn trực tiếp làm điều ác, mà độc ác đôi khi là sự im lặng lên tiếng cho những câu chuyện của xã hội là điều cần thiết để một xã hội, một cộng đồng phát triển. Và suốt một hành trình dài như chúng ta đã thấy, đã có những nghị định như nghị định 93 này để làm sao đảm bảo được cái yếu tố minh bạch trong quá trình làm từ thiện, cũng như cái thái độ của các nghệ sĩ để xây dựng nên một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện tại hành trình drama đã hơn 2 năm, niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc cũng có, đồng thời với đó nhiều sự tiếc thương, nuối tiếc cũng có. Hiện tại thì thầy Đặng Anh Quân cũng đang bị khởi tố và bị tạm giam. Cùng với đó là luật sư Trần Văn Sĩ cũng như nhà báo Hàn Ni cũng đang bị khởi tố và tạm giam. Sắp tới đây, với sự làm mạnh mẽ, quyết liệt từ Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông thì việc tiếp theo đây có thêm những nhân vật nào bị khởi tố hay bắt tạm giam nữa không, đó vẫn còn là một ẩn số. Việc đấu tranh lên tiếng cho câu chuyện của xã hội là điều cần thiết, nhưng nếu dần dưới cái sự bức xúc, cảm xúc mà dần trở thành đấu tố, hạ bệ nhau, nhục mạ nhau ở trên không gian mạng là điều vô cùng phản cảm. Cũng chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn, hiện tại thì Phúc Tài Chính đã đi làm một công việc mới từ cách đây 6 tháng và 2 clip cuối cùng mà mình làm là cách đây 4 tháng. Và một trong những cái lý do mà mình ngừng drama như vậy cũng bởi vì đối với bản thân mình, cái việc mình bước vào drama là mình mong muốn lên tiếng cho câu chuyện của xã hội, đấu tranh minh bạch những khoản sao kê từ thiện của các nghệ sĩ để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng dần chính bản thân mình cũng nhận thấy rằng càng ngày vì ít chủ đề đã biến tướng drama trở thành những cuộc đấu tố, hạ bệ, nhục mạ nhau trên không gian mạng. Không chỉ là những chủ kênh YouTube mà còn kéo theo, từ chủ kênh YouTube đã kéo theo một, phải nói là một bầy khán giả dùng những ngôn từ nhục mạ nhất, xấu xa nhất để nhục mạ những cá nhân trên mạng xã hội. Và với bản thân mình thấy như chú luật sư Nguyễn Đình Kim hay anh nông dân vừa rồi cũng bị hạ nhục rất là nhiều. Đối với bản thân mình, cái drama mà mình bước vào đến tại thời điểm bây giờ đã bị biến tướng lên rất là nhiều. Và với những động thái làm mạnh từ Bộ Công an cũng như Bộ Thông tin Truyền thông, đấy là điều mình hoàn toàn ủng hộ để xây dựng nên một không gian mạng lành mạnh. Chúng ta lên tiếng để giúp cho xã hội phát triển hơn, chứ không phải chúng ta lên tiếng để vùi dập cá nhân của bất cứ một ai.
Phúc xin chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn, khách quan mà nói, bất kỳ một ai đứng lên phát ngôn trên không gian mạng này đều cần phải có một cái bản lĩnh rất lớn để đối chọi với những cái trận tấn công vũ bão từ cộng đồng mạng, từ những bàn phím ảo, nhưng cái sự sát thương là thật. Vì vậy nên mỗi người phát ngôn trên không gian mạng, nếu như mới bước vào không gian mạng để phát ngôn, thì đôi khi trước cái sự tấn công, công kích mà không làm chủ được bản thân, sẽ có những cái phát ngôn không kiềm được cảm xúc. Và đó là một cái điều rất dễ để chúng ta vi phạm pháp luật. Rời drama 6 tháng rồi thì bản thân mình mới thấy một điều rằng, nhìn lại drama cực kỳ là phản cảm. Với những ai đã từng rời khỏi drama và nhìn lại sẽ thấy một điều rằng đôi khi cực kỳ phản cảm, mà thực sự là quá phản cảm với những lần những cuộc đấu tố, dùng những ngôn từ nhục mạ nhau, chửi bới nhau trên không gian mạng sẽ tạo ra một cái điều rất xấu trong xã hội. Giả sử như một đất nước khác nhìn vào, thấy cái đất nước Việt Nam cứ ngồi mà chỉ có ngồi góc nhà mà cứ chửi bới nhục mạ nhau như vậy, cực kỳ phản cảm và tạo ra những cái điều cực kỳ xấu cho lớp trẻ. Lớp trẻ mong muốn rằng đào tạo lớp trẻ để các em ấy có kiến thức để đi phản biện, có kiến thức để đóng góp, có kiến thức để cùng xây dựng đất nước, chứ không phải là ngồi bới móc nhau rồi là cả một bầy một đàn vùi dập một con người. Nhưng thưa cô chú, anh chị và các bạn, thời gian vừa rồi có những cuộc tụ tập đánh hội đồng một cá nhân ở trên cộng đồng mạng. Điều này không khác gì mang một người ra giữa ngã ba đường, xong cả một bầy một đàn tấn công họ. Đây là điều mà Bộ Công an hay Bộ Truyền thông làm mạnh cũng là đúng thôi. Hy vọng rằng với những cái sự làm mạnh như thế này thì từng cá nhân, từng YouTuber sẽ điều chỉnh lại bản thân, nói phát ngôn để gây dựng lên một không gian mạng tốt đẹp hơn, chứ không phải ngồi bới móc nhau một cá nhân trong khi họ vẫn có quyền công dân. Xin thưa cô chú, anh chị và các bạn, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn về những phát ngôn ở trên không gian mạng, nên làm gì, nên không làm gì. Với bản thân mình thấy thời gian qua, việc anh nông dân hay là chú luật sư Kim bị vùi dập trên mạng xã hội thực sự là điều quá đau lòng. Bởi vì như thế này, hiện tại như cô chú anh chị và các bạn thấy, nếu như muốn tốt cho cô Hằng hay thầy Đặng Anh Quân thì hiện tại họ đang bước vào mặt trận pháp lý rồi. Mặt trận pháp lý không phải là cứ ngồi ở góc nhà mà cứ đi chửi người này chửi người kia, rồi là nói bao nhiêu clip thì người ta sẽ giảm nhẹ tội. Không bao giờ có cái mùa xuân đó. Mà hiện tại bây giờ mặt trận pháp lý người ta cần luật sư Nguyễn Đình Kim, người ta cần anh nông dân hay những nhà tri thức cùng phụ giúp để hỗ trợ thầy Đặng Anh Quân. Và hiện tại có một cái thông tin rất mới, đó chính là thầy Jimmy Huỳnh cũng như anh nông dân cũng như là luật sư Kim đã tìm được những cái vị luật sư ưu tú để hỗ trợ thầy Đặng Anh Quân trong những cái phiên tòa sắp tới. Hy vọng rằng với những cái sự giúp sức từ chú luật sư Nguyễn Đình Kim, anh nông dân và thầy Jimmy Huỳnh, chúng ta sẽ có một cái kết thật đẹp đối với thầy Đặng Anh Quân. Bởi với bản thân mình, thầy Đặng Anh Quân là một nhà tri thức lên tiếng cho câu chuyện của xã hội, xuất phát từ một cái tâm rất đẹp, từ một cái lý tưởng rất đẹp. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà lên trên mạng xã hội, bị cuốn vào những cái lần live stream với những cái cảm xúc, thì cũng đã có những cái phát ngôn chưa được đúng. Điều đó cũng là cái điều mà chúng ta nên nhìn nhận một cách thẳng thắn. Bởi lẽ cái việc mà nếu những ai mà đã từng rời drama hay là những cái người đứng ở trên cao nhìn vào drama, đôi khi đến cái thời điểm này họ sẽ cảm thấy cực kỳ là phản cảm khi mà hai bên cứ đấu tố nhau, chửi bới nhau. Rồi là bởi lẽ như thế này, nếu như bạn bức xúc, bạn lên không gian mạng, bạn nói 5 ngày, 7 ngày, ok, có thể thoải mái. Tuy nhiên, nếu như coi cái việc chửi nhau, cái việc đấu tố nhau, cái việc hạ bệ, bới móc, hạ nhục nhau ở trên mạng xã hội trở thành công cụ để kiếm ăn, thì điều đó cần phải được dẹp bỏ. Với bản thân mình thì 6 tháng trước mình rời drama, mình thấy câu chuyện cãi nhau cũng chỉ có thế. Đến bây giờ 6 tháng mình quay lại, mình làm lại những cái clip tiếp theo của drama, vẫn cãi nhau cũng thế. Có chăng một điều may mắn, đó chính là gì? Là từ những cái việc làm gắt từ Bộ Công an đã khiến cho nhiều người cảm thấy cần phải chỉnh đốn lại bản thân hơn. Động thái làm việc rất cực mạnh từ Bộ Công an đã khiến cho êm đẹp hơn một chút xíu. Còn mình không biết là sắp tới đây liệu có những cuộc đấu tố nhau, bới móc nhau trên mạng xã hội hay không thì mình cũng chưa biết. Tuy nhiên, với những động thái làm gắt từ Bộ Công an, tự bản thân mỗi người cần phải điều chỉnh lại bản thân mình và rút ra những cái bài học để tránh đi vào những cái vết xe đổ mà những người tiên phong họ đã để lại rồi. Với bản thân mình thì cái điều hy sinh của thầy Đặng Anh Quân là điều có giá trị. Cũng xin thưa cô chú, anh chị và các bạn, đó chính là với bất kỳ một cái công việc hay bất kỳ một dự án nào thì cái người đi tiên phong luôn luôn là những người gặp rủi ro. Còn những người đi sau ấy, thì nhìn lại những bài học rồi
thì sẽ rút ra những cái kinh nghiệm quý báu hơn để tránh bị thiệt thòi hay tránh bị thất thoát, tránh bị sập bẫy hay tránh bị hại hơn. Nhưng tuy nhiên thì ai sẽ là người tiên phong và ai sẽ là người đứng đầu đây? Vậy thì với như thầy Đặng Anh Quân là một nhà trí thức đã lên tiếng cho câu chuyện của xã hội, thầy là người tiên phong đã lên tiếng rồi, và đến bây giờ đứng khi mà là một người tiên phong lên tiếng thì chắc chắn là sẽ phải chịu những cái rủi ro cao hơn. Và từ đó những người trí thức phía sau lên tiếng, những người tiếp sau, những người dân lên tiếng thì sẽ rút ra những cái bài học cho chính mình. Và theo thông tin mới nhất từ báo Người Lao Động, đại diện Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô đã đưa ra những khuyến cáo, khuyến nghị với người dân về những phát ngôn hay đăng tải những thông tin ở trên mạng xã hội. Chúng ta hãy cùng đón đọc. Tại cuộc họp báo chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, vừa qua Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm một số bị can. Từ vụ việc này, đại diện Bộ Công an đã đưa ra một số khuyến cáo, khuyến nghị đối với người dân về phát ngôn, chia sẻ, đăng tải thông tin trên không gian mạng. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác đã được pháp luật quy định. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, các phát ngôn, bình luận, đăng tải, chia sẻ thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử trên không gian mạng. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người dân chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, có nguồn tin cậy, có hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, không sử dụng những ngôn ngữ gây hằn thù, kích động, bạo lực và không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Vậy thì từ những cái khuyến cáo, khuyến nghị từ Bộ Công an do Trung tướng Tô Ân Sô đã chia sẻ thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng nếu như có những cái hành vi mà ảnh hưởng đến xã hội thì chúng ta sẽ lên án những cái hành vi đó, đưa ra những cái bài học, lên án bằng những cái ngôn ngữ phù hợp, văn hóa để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn, chứ không phải là dùng những cái ngôn từ xúc phạm danh dự, thù hằn để vùi dập nhau. Cũng xin thưa cô chú, anh chị và các bạn, nếu như theo truyền thống từ ông bà ta thì để lại một cái câu ca đó chính là việc khẩu nghiệp thì mang lại cái nghiệp cực kỳ nặng. Và thực sự là như vậy. Bởi vì nếu như những cái người nào mà hay nói những ngôn từ xấu xa thì cái điều đầu tiên nó vận vào cái cuộc sống của họ đầu tiên đã. Thực sự là vậy, vận vào cuộc sống của họ đầu tiên đã. Nói nhiều là luật hấp dẫn, là cứ hấp dẫn những cái xấu đã. Vì vậy nên là ông cha ta mới có cái câu là khẩu nghiệp là cái nghiệp cực kỳ nặng. Nghiệp cực kỳ nặng luôn. Bởi vì đôi khi ấy, bạn cầm một cái dao ấy, bạn đâm một con người ấy, thì có thể độ 1 tháng hay là độ 20 hôm, 10 hôm nó có thể lành lại được. Nhưng bạn dùng những ngôn từ nhục mạ người khác, đôi khi nó còn nặng nề hơn cả một lưỡi dao. Nếu như cô chú, anh chị và các bạn đã từng xem những cái vụ tự tử của những người sao ở bên Hàn Quốc bởi vì họ bị tấn công ở trên mạng. Cái tấn công ở trên mạng là những cái lưỡi dao vô hình nhưng cực kỳ là sắc bén. Mình biết một điều rằng có những con người họ comment bằng những ngôn từ bẩn thỉu nhất, nhưng đố dám họ dám đứng ra trước cộng đồng mạng, họ cực kỳ sợ hãi luôn. Về cá nhân của Phúc Tài Chính thì Phúc Tài Chính luôn ủng hộ chú luật sư Nguyễn Đình Kim, anh Đông Dân và thầy Jimmy Huỳnh sẽ bằng hết tất cả những tâm sức, nhiệt huyết, chất xám để có thể hỗ trợ thầy Đặng Anh Quân trong giai đoạn sắp tới. Chúc cho luật sư của thầy Đặng Anh Quân sẽ luôn mạnh khỏe và mang hết tài năng và tâm huyết để có thể giúp đỡ thầy Đặng Anh Quân. Bởi lẽ cái sự xuất phát từ thầy Đặng Anh Quân lên tiếng bằng một cái tâm rất sáng, lên tiếng cho những câu chuyện của xã hội, có thể là cái việc lên trên mạng bị cuốn vào những cái cảm xúc đã có những cái phát ngôn nó chưa chuẩn, thì hy vọng rằng mọi người sẽ giúp đỡ thầy. Bên cạnh đó thì Phúc Tài Chính luôn ủng hộ Bộ Công an cũng như Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra những cái quy định để xây dựng nên một cái mạng xã hội ngày càng phát triển hơn. Bởi lẽ như chúng ta đã biết, Internet bây giờ phát triển như vũ bão, và sắp tới đây những năm tiếp theo, những thế hệ tiếp theo của con em chúng ta sẽ là Internet, sẽ là 4.0. Vì vậy nên chúng ta không chỉ là xây dựng cái môi trường mạng xã hội cho chúng ta bây giờ, mà còn là xây dựng mạng xã hội cho cả lớp trẻ mai sau nữa. Không thể nào mà mai sau lớp trẻ các em mới xây dựng những cái sự nghiệp trên không gian mạng mà các em mới bước ra không gian mạng lại cuối cùng lại vấp phải một cái nền văn hóa rất xấu, là cái sự vùi dập, là cái sự moi móc cá nhân, là sự tấn công cá nhân được. Chúng ta hãy cùng xây dựng một cái không gian lịch sự,
sạch đẹp và cùng lên tiếng để góp phần làm sạch xã hội, chứ không phải lên tiếng để xả cảm xúc, lên tiếng để vùi dập người khác trong khi họ vẫn có quyền công dân. Và đó chính là những chia sẻ của Phúc Tài Chính trong video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Trà hoa sâm rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc bởi cái vị thơm rất đặc trưng của nó. Cùng với đó là tác dụng mà trà hoa sâm mang lại vô cùng bất ngờ. Giúp thư giãn, an thần, giảm stress, đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi, tăng sức đề kháng, thải độc gan, thanh lọc cơ thể, luyện tràng, tốt cho hệ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giảm mỡ máu, phòng tiểu đường, tim mạch, huyết áp, giúp làm đẹp da, giảm mụn nhọt, thâm nám, chống lão hóa da. Khi sử dụng trà hoa sâm, người Hàn Quốc họ có thể ăn trực tiếp hoặc để hãm trà. Với việc ăn trực tiếp có vị hơi đắng nhưng nó lại vô cùng tuyệt vời với bệnh đau dạ dày, đau bụng hoặc đau họng do ăn nhiều đồ cay nóng, uống rượu bia. Pha cùng với nước nóng 90 độ trở lên, mỗi 200 ml.